Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Orient mới. Chiếc Orient này thuộc dòng Orient Automatic và nó là thuộc dòng King Diver. Đó. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc King Diver với mặt dial của chúng ta là sử dụng mặt xanh lá. Các bạn có thể thấy ở đây là một chiếc đồng hồ với cái mặt xanh lá chảy tia khá là đẹp, và chúng ta sẽ có một cái niềng xoay tính giờ, và cái niềng xoay là niềng inner, nó là niềng ở trong mặt kính cho nên gọi là niềng inner. Kính sử dụng trên chiếc này là kính mineral crystal và nó được làm cong vòm lên rất là đẹp với cái hiệu ứng loop khá là tuyệt vời. Chiếc King Diver này thì nó được làm theo retro của một dòng King Diver 3 sao hồi xưa, và chiếc này có những cái thiết kế khá là giống nhau trước, ví dụ như là cái niềng xoay trong kính này, chúng ta sẽ có những cái vạch chia 5 phút ở trong và ở ngoài, nó nối liền từ những cái cọc số ở trong ra, nhìn khá là đẹp. Chúng ta sẽ có logo là Weekly Auto Orient ở đây, King Diver ở góc 12 giờ. Còn ở dưới góc 6 giờ của chúng ta thì sẽ là lịch, như các bạn thấy ở đây nó sẽ là lịch thứ, còn góc 3 giờ của chúng ta là lịch ngày. Thì với những cái lịch này thì các bạn quay qua thì nó sẽ nhảy. Đó. Lịch thứ nó sẽ nhảy khoảng tầm 3 giờ sáng, còn lịch ngày thì sẽ tầm 12 giờ sáng các bạn nhé. Đó. Cái núm trên này của chúng ta là để xoay niềng, chúng ta có thể xoay trước sau. Đó. Và cái bên này của chúng ta thì sẽ là chỉnh thứ và tháng và chỉnh giờ. Ở đây thì chúng ta có một cái con số nhỏ là 22 thì ám chỉ là 22 chân kính các bạn nhé. Mẫu máy này thì sẽ có là bộ máy sử dụng 22 chân kính, 21.600 tần số động, và các bạn sẽ có khoảng tầm 42 giờ tích cót. Kim cọc thì được làm bằng thép không gỉ và được gắn nổi ở trên mặt dial của chúng ta. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có đó là cái mặt dial của chúng ta màu green sunburst, thì đây là một trong những cái mặt dial rất là đẹp và chúng ta ít gặp. Phía bên phải thì có hai núm, phía bên trái là thân không, còn toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này thì sẽ đa phần là những cái chi tiết được làm bóng rất là đẹp. Ở đáy sau thì các bạn sẽ thấy ngay cái biểu tượng của King Diver, và nó sẽ có thêm cả dòng chữ là Weekly Auto Orient ở đây. Đó, và King Diver. Và chúng ta sẽ là, đây là một chiếc được sản xuất bằng thép không gỉ, với độ chống nước của chiếc này là lên đến là 23, tương đương khoảng 200m. Rất là tốt, đây cũng là một trong những cái chiếc đồng hồ mà có cái độ chống nước tốt của Orient. Tuy nhiên thì nó lại không sử dụng cái núm là núm screw down, mà nó sử dụng cái núm thường các bạn nhé. Thì chắc là nó sẽ có một cái cơ cấu răng chống nước ở phía trong. Còn ở ngoài này thì chúng ta sẽ chỉ có chỉnh thôi. Chúng ta sẽ thấy một cái logo Epson ở đây, thì cho thấy là Orient đã được quản lý bởi Seiko Epson. Và phía trên này thì chúng ta có serial number và đầu mã của sản phẩm. Đó. Chiếc này thì có size tương đương khoảng 42mm và cũng cần tay anh em khoảng tầm 16cm để chúng ta đeo thì sẽ đẹp. Và mức giá sở hữu một chiếc Orient thì nó cũng khá tốt, như chiếc này là 5.9 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Orient King Diver Green này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Đây là một chiếc mới 100% các bạn nhé. Và mã của nó đây. Mã của nó thì các bạn có thể thấy ở đây là RA này, AA0D03E. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.